Nam em công khai người mới hậu bị Bạch Công Khanh phủ phàng, tình tứ diện đồ đôi cùng nhau. Từng là cặp đôi song ca ăn ý với Bạch Công Khanh, thế nhưng sau ồn ào, có lẽ nam em đã kiếm được bạn diễn mới. Người mới của nữ ca sĩ gây sốt khi cực điển trai, cả hai còn cùng nhau diện đồ đôi trên sân khấu. Tối ngày 31 tháng 12, nam em đã có một buổi gặp gỡ khán giả trong một đêm nhạc với không khí ấm áp ngày cuối năm. Kết hợp với cô nàng trong đêm diễn này chính là Song Luân, nam ca sĩ điển trai với ngoại hình sáu múi gây sốt showbiz Việt. Đêm nhạc của nam em và Song Luân trong ngày cuối cùng của năm 2022 đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Cách đây chưa lâu, nam em bất ngờ vướng phải ồn ào rạn nứt tình cảm với Bạch Công Khanh. Hậu lùm xùm, cả hai đã trở lại với con đường âm nhạc, song không xuất hiện cùng nhau, tình tứ thân mật song ca trên những sân khấu phòng trà như trước đây. Xuất hiện cùng Song Luân, nam em được netizen đẩy thuyền kịch liệt. Cụ thể, tại đêm nhạc này, cả hai đã thể hiện những ca khúc đình đám một thời, khiến người hâm mộ yêu mến. Cùng với giọng ca được đánh giá là ăn ý, cả hai còn liên tục có những động thái tình cảm dành cho đối phương, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó, các fan cũng phát hiện ra chi tiết Song Luân ăn vận trẻ trung cá tính để phù hợp với phong cách của bạn diễn trên sân khấu đêm nhạc, càng khiến các fan đẩy thuyền này lại càng có dịp để đẩy thuyền nhiệt liệt hơn. Một số dân mạng đã để lại bình luận bên dưới những khoảnh khắc của nam em Song Luân trên sân khấu đêm nhạc cuối năm. Nhìn hai anh chị hợp nhau quá, hy vọng cả hai sẽ có thêm thật nhiều những màn song ca trong năm mới 2023. Nhìn hai anh chị cứ như mặc đồ đôi ấy nhỉ, thấy anh Song Luân cũng cưng chiều chị nam em ghê. Có khi nào đây là cặp đôi mới trên sân khấu âm nhạc trong năm 2023 không nhỉ? Hy vọng nam em và Song Luân sẽ có thêm nhiều lần hợp tác. Hình như Song Luân với nam em diện đồ đôi cũng khá hợp nhau. Đáng chú ý, mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động đầy ga lăng mà Song Luân dành cho nam em khi hát cùng nhau. Cụ thể, khi thấy cô nàng nam em có vẻ lạnh bởi thời tiết, Song Luân đã tình ý lấy một chiếc khăn choàng cổ và tự tay quấn vào cổ nam em một cách đầy nhẹ nhàng và ân cần. Hành động này của Song Luân đã khiến khán giả thêm phần cảm mến nam ca sĩ về sự quan tâm đến bạn diễn nữ. Rất nhiều ý kiến cũng đã lên tiếng cho rằng Song Luân cũng chính là chàng trai đầy ấm áp với các bạn nữ khác, không chỉ riêng nam em. Những ngày qua, câu chuyện ồn ào rạn nứt mối quan hệ giữa nam em và Bạch Công Khanh khiến cộng đồng mạng không khỏi quan tâm. Từng là một cặp đôi song ca rất ăn ý với nhau, chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả bằng những phút tình tứ trên sân khấu. Thế nhưng giờ đây, cả hai lại lướt qua nhau như người vô hình, dù diễn chung một sân khấu. Sau Bạch Công Khanh thì hầu hết những cánh mày râu khi có dịp song ca hoặc hỗ trợ người đẹp trên phương diện công việc thì ít nhiều gì đều sẽ bị cộng đồng mạng đẩy thuyền vô tội vạ. Thế nên có thể thấy xuyên suốt đêm nhạc này, Song Luân đều có những khoảng cách nhất định dành cho nam em và chỉ thể hiện hành động gần gũi thân mật khi thật sự cần thiết. Không chỉ diện trang phục với tông màu cam đồng điệu, chưa dừng lại ở đó, cả nam em và Song Luân cũng có những động thái thân thiết dành cho nhau. Nếu như nam em e thẹn nép vào đối phương cũng như liên tục có ánh mắt dịu dàng dành tặng cho Song Luân thì nam diễn viên cũng gây chú ý bởi vẻ điển trai lịch lãm. Trước đó, trong một lần kết hợp với nhau, Song Luân cũng có động thái ghi điểm khi lên tiếng bảo vệ nam em khi người đẹp gốc Tiền Giang bị chỉ trích vì hát xa lời, cố tình chiếm spotlight. Anh khẳng định, bên ngoài người ta nói gì anh không quan tâm. Đối với anh, nam em là một cô gái rất là tích cực, gần như những điều tiêu cực cô ấy đều không bận tâm đến, nên cách cô ấy đứng trên sân khấu rất vô tư hồn nhiên. Dù cô ấy quên lời hay hát không đúng nhạc đi nữa thì mình cũng không để ý, không hề gì. Trong khi đó, về phía Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long, cô cũng dành tặng cho Song Luân những lời khen có cánh khi cho rằng đây là người đàn ông chuẩn mà tất cả phụ nữ đều cảm thấy yêu mến, muốn dựa dẫm vào. Hiện tại, màn song ca của Song Luân và nam em đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Bên cạnh sự ăn ý trên sân khấu mà vẻ ngoài long lanh đẹp đôi của cả hai cũng khiến nhiều người suýt xoa, tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi.